Xin được kính chào những khán giả của Test Trần TV. Lâu lắm thì chúng ta mới lại gặp nhau trong một ngày mà đầy nắng và cực kỳ nóng. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 và nhận được thông tin câu lạc bộ Hà Nội mở cửa cho các phóng viên tác nghiệp thì ngay lập tức tôi và rất nhiều anh em phóng viên đã có mặt tại khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình và tại sân phụ Mỹ Đình để chứng kiến buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội. Hôm nay thì có lẽ là các bạn rất là chờ mong xem là buổi tác nghiệp của chúng ta sẽ chứng kiến được những hình ảnh như thế nào. Đặc biệt là ngày hôm nay thì là ngày mà rất lâu sau ngày cách ly mà chúng tôi được phép tác nghiệp. Chính vì thế mà rất nhiều anh em phóng viên đã gặp lại nhau và có những câu chuyện rất là vui vẻ. Các phóng viên thì đông đủ báo đài, từ báo hình, báo viết cho đến truyền hình đã có mặt. Và thật sự là cảm giác không khí rất giống với việc đội tuyển Việt Nam tập trung. Bên cạnh đó thì các cầu thủ cũng rất là hào hứng trả lời rất là nhiều các câu hỏi của các phóng viên. Và họ cũng tập luyện rất là hăng say, chăm chỉ. Và chúng ta hãy cùng xem buổi tập ngày hôm nay của câu lạc bộ Hà Nội có điều gì hấp dẫn. Không trả diễn gì cả. Bây giờ anh đang quay sự thật mà. Anh đang quay kênh Test Trần TV. Đang quay cảnh anh em phóng viên đói ăn. Đây đang no như thế này mà đói ăn. Em thì no rồi. Đây đây các bạn nhá. Cung cấp đầy đủ anh. Các bạn. Hôm nay phóng viên là anh em là đến quá đông luôn. Anh bảo đói ăn. Như bố bạn này bảo không đói vì hôm trước bạn này không phải làm thể thao không mà làm cả kinh tế, chính trị, văn hóa đấy. Đây nước đầy đủ no rồi. Anh đây nhìn cái bụng nó bị. Thôi, xấu. Đấy. Đùi nó hất cầu thủ bóng đá không to bằng. Ngày xưa là câu lạc bộ mời về mà không về. Nhìn tấm lưng này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Anh em ở đây anh đói ăn hết. Và dùng dưỡng mỗi một nhân vật này là không đói thôi. Cái đấy cán bộ của tập đoàn đang bụng to lên. Đây là FPT hôm nay ra cả hai người như đội tuyển luôn này. Hỏi quá. Đấy. Hôm nay trước bạn này còn nhậu bia với chuối thì anh em biết khó khăn thế nào. Đấy. Ngon không Toàn? Lạ không? Đã lắm anh ạ. Bia xong rồi khi mà nó cái... Hôm nay Dinh còn ra mấy người mà đúng không? Ba người. Mình chưa thử à? Chưa, làm sao được thử? Mày điên à? Ngày nào tao tưởng cho mày ăn chuối không? Mình... Tức là theo bạn nào, theo như bạn này thì là chuối là nhuận tràng. Đúng không? Chuối nhưng mà ăn. Mình chưa hiểu tại sao bên cạnh là cốc bia thôi. Là một sự trùng hợp thôi anh ạ. À, trùng anh hợp. Nghe nó nói. Rồi anh em cứ thử cái món chuối với bia xem là nó kết hợp như thế nào. Nhưng mà nó cũng có tác dụng như là trầm. Anh thật mềm bia nó chỉ buồn buồn tê. Tiểu. Đây các bạn nhìn này, phóng viên thì đây, cầu thủ đã đầu bước ra. Tôi thật với các bạn. Mấy phóng viên hơi đông anh ạ. Các bạn đã được chứng kiến những hình ảnh đầu tiên trong buổi tập câu lạc bộ Hà Nội. Họ đang đá ma. Và các bạn có thể nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc tại sân phụ Mỹ Đình. Đằng sau là mái vòm của sân vận động quốc gia Mỹ Đình đúng không ạ? Rất rõ ràng. Đấy, lúc này thì câu lạc bộ Hà Nội đã bắt đầu thi triển những bài tập đầu tiên. Và đây là những ánh nắng đầu hè chiếu xuống mặt sân tập của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Đấy, hôm nay rất nắng các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây
các cầu thủ đang bắt đầu đá ma. Ở đây chúng ta nhìn thấy Quang Hải này. Đấy, đang đứng quay lưng vào số 19. Đấy. Họ đang thi triển đá ma. Lâu lắm rồi chúng ta mới được tác nghiệp và chúng ta cũng quan sát tiếp. Đây là Hồ Minh Dĩ, bên kia là Thái Quý với một mái đầu xù. Rất trông già đi mấy tuổi các bạn ạ, để cả râu nữa. Bên cạnh là Văn Quyết, đội trưởng của đội bóng thủ đô. Trong tổ ma này thì mình nhớ còn có cả Đức Huy. Đâu rồi Đức Huy đâu rồi? Đây, Đức Huy đây. Tổ ma còn có cả Đức Huy các bạn ạ. Thành Trung nữa này. Đấy, Văn Kiên. Tổ bên kia thì toàn là các bạn ngoại binh, cũng như là các cái người đứng tuổi, ví dụ như Thành Lương. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở bên này thì anh em phóng viên cũng khá là đông, đang ngồi cả dãy hàng dài. Đấy, có cả hôm nay có cả bảo vệ nghiêm ngặt, những người bảo vệ nghiêm ngặt cho buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội. Tứ phía các bạn ạ, đều có những người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cán bộ truyền thông, rồi giám đốc truyền thông, các thứ. Nói chung là càng ngày câu lạc bộ Hà Nội càng chuyên nghiệp hóa trong cái việc hoạt động của mình. Tất cả các vị trí, các bộ phận đều cũng rất là đầy đủ, rõ ràng và chuyên nghiệp. Ít phút nữa thôi chắc các bạn sẽ được chứng kiến các cầu thủ Hà Nội tập những cái bài khác nữa. Đây là bài đá ma. Thái Quý với cả Lê Xuân Tú đang phải làm ma. Đấy. Anh em cùng quan sát xem là cầu thủ nào béo lên nhá. Thì mình thấy là cơ bản là mặc cái áo này cũng khó nhận ra lắm. Nhưng mà mình thấy là chắc là các cầu thủ ở nhà tập luyện nó cũng chăm chỉ, đâm ra là cũng không thấy có một cái biểu hiện của một cầu thủ nào thừa cân cả. Mà nếu có thừa cân thì chắc là các cầu thủ cũng thừa ít thôi. Nên là cái việc này khó nhận ra. Mình nghĩ rằng các cầu thủ Hà Nội, các cầu thủ Việt Nam nói chung thì đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Và chắc chắn là họ trong quãng thời gian nghỉ như này họ đều có những cái chế độ riêng của mình để giảm cân hay là để duy trì cái thể trạng. Các bạn biết là Quang Hải vẫn tập riêng tại cái sân tập của mình. Đấy, hai Đức Huy đây, các bạn nhìn thấy trông vẫn thế. Chung là thực ra lâu lắm không đi tác nghiệp thì cảm giác những ngày nó rất là quen thuộc. Đấy, anh em có thể xem hơi nhàm chán nhưng đối với mình đây là cảm giác mà mình rất là thích trải nghiệm, trải qua. Đấy. Các bạn chứng kiến các cầu thủ Hà Nội đá ma có thể là hàng nghìn, hàng tỷ lần rồi. Nhưng mà mình thì mình rất muốn xem, rất thích xem. Đấy là cái sở thích của mình. Đến được chứng kiến các cầu thủ tập luyện, đặc biệt là Quang Hải. Pha chạm bóng của Quang Hải thì từ đá ma cho đến đá chia đôi, đá đối kháng thì đều rất là thú vị. Cảm giác nó cứ kiểu nghệ thuật ấy. Kiểu đùa giỡn với trái bóng ấy. Ngày xưa ở bóng đá thế giới có Ronaldinho, ảo thuật gia. Ở Việt Nam mình thấy Quang Hải đúng kiểu Quang Hải và Tuấn Anh các bạn. Đúng kiểu phong cách ảo thuật. Cầm quả bóng nó cảm giác nó cứ dị dị. Nó không bình thường ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy. Và xử lý bóng tưởng như đơn giản nhưng mà phải tập luyện và làm đi làm lại rất là nhiều lần. Các bạn đá ma tưởng dễ thôi nhá, nhưng mà các bạn vào thì các bạn không bao giờ lấy được bóng của các cầu thủ luôn. Nhìn thì có vẻ trông rất là dễ dễ, nhưng mà cứ thử vào mà làm mà chơi xem thì các bạn bị hầm luôn. Anh em thấy không? Lâu ngày không gặp chị em là ta bàn về tóc tai tí nó thay đổi không khí. Đúng không nhỉ? Đấy. Hai bạn này lâu lắm không gặp nhau, xa cách. Thế mà là bây giờ chúng ta bàn về chủ đề tóc. À, tóc ngắn giống nhau. Dây buộc tóc rất là đặc biệt. À, dây buộc tóc đặc biệt à? Đấy, các phóng viên nó có phong cách riêng của họ nhé. Dây buộc tóc này là có tiền không mua được, có thật các bạn luôn. Không chỉ có rồi, có cả xích, xích, xích dai luôn. Xích cái gì đấy cũng được. Móc. Đây là một cách đeo thẻ tác nghiệp các bạn ạ. Người nhiều người ta đeo vào cổ nhưng mà con gái là người ta buộc tóc để người ta đeo. Đấy. Các bạn thấy không? Các bạn nữ phóng viên là rất là xì tin.
Nhưng mà các bạn rất nữ tính nhá, vẫn bàn về dầu gội đầu của nữ nhá, không phải gội đầu của nam. Em cũng từng gội rồi chị ạ, nhưng mà đây, đây, anh em thấy không? Rất khó chịu. Đây, đừng gỡ anh gắt tí nói chuyện. Bãi trưởng luôn, sôi nổi. À thế à? Đấy, phóng viên vừa bảo là cầu Quang Hải quốc tư quả bóng mà mải quay các bạn nữ. Mất hết cả đề tài của mình. Quang Hải đâu nhở? Lúc này thì các cầu thủ Hà Nội đang tập một bài khác, khởi động với bóng. Đây là Thành Lương, một lão tướng của câu lạc bộ Hà Nội. Một chiến binh lâu năm của đội bóng thủ đô. Thần tượng thần tượng Quang Hải, hai anh em thần tượng nhau. Hai cầu thủ đang nằm trên cỏ chấn thương là Đặng Văn Tới và Đinh Tiến Thành. Hai cầu thủ có chuyên môn được đánh giá cũng thuộc dạng tốt của bóng đá thủ đô. Tiến Thành thì chuyển đến từ Thanh Hóa nhưng mà gốc Hải Phòng. Văn Tới thì một trong những cầu thủ đội trưởng đội U19 Việt Nam một thời, đã từng điều trị dây chằng đầu gối ở Hàn Quốc và bây giờ đang trong quá trình lấy lại phong độ. Rất là lâu rồi chúng ta không chứng kiến được các cầu thủ ở thi đấu. Đấy. Hy vọng thời gian nghỉ này cũng là cơ hội để các cầu thủ trở lại sau chấn thương, thay thế vào những cái vị trí còn đang chấn thương dài hạn như Duy Mạnh và Đình Trọng. Các bạn biết rằng là qua một thời gian nghỉ tránh dịch, câu lạc bộ Hà Nội là nghỉ một tháng, thì cái thứ nhất rằng là cái thời gian vừa rồi thì các bạn ấy cũng không được cảm giác bóng nhiều, thì các bạn ấy hầu như là ở trong nhà, cái thể lực có thể rằng là vẫn duy trì được, những cái cảm giác bóng thì mất đi rất nhiều, thì là cầu thủ nhưng mà một tháng trời không được đụng bóng thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì trong cái tuần đầu tiên thì quay lại thì tôi cũng cho cái cảm giác bóng và cũng có là đưa một phần nào đấy cái thể lực vào. Khi mà qua một nghỉ một tháng thì các bạn ấy cũng đang rất lỏng lẻo về cơ bắp, thì qua một tuần thì tập luyện thì các bạn cũng tiến bộ được rất nhiều về cái cảm giác bóng và cái thể lực. Đây là chị.
Bọn anh thì sẵn sàng từ hôm qua. Đứng lại đây, đứng chỗ cho... Ai cầm mic ấy nhở? Xin phép hỏi chung một câu hỏi bên lề một chút là vừa rồi thì có Thủ tướng Chính phủ có đưa ra một cái khuyến khích những người dân của chúng ta là lấy vợ, lấy chồng trước 30 tuổi. Thì em nghĩ sao về cái lời khuyên này của Thủ tướng? Em nghĩ về vấn đề này thì cái này thì nếu mà chưa có người yêu thì làm sao mà lấy được anh? Bản thân em thì em có mong muốn là lấy thực hiện đúng cái lời khuyên của Thủ tướng hay không? Hiện tại em vẫn đang không có người yêu thì làm sao mà lấy được anh?